Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Alo Xe. Hiện tại em đang có mặt ở kho xe cổ cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1 gần dòng xe An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Như cái video trước á, em có nhận một cái lời yêu cầu của một vị khách, đó là quay tổng hợp những chiếc xe cổ biển số đẹp. Thì ngày hôm nay thì em cũng dành một chút thời gian ra để em quay tổng hợp những chiếc xe cổ bên em mà có biển số đẹp ha. Ở đây thì có rất là nhiều dòng xe đó. Thì đối với xe ở đây á, thì có một vài xe em chưa biết giá, tại vì xe này mới chưng á nên là em chưa biết giá ha. Thì những anh chị nào mà thích chiếc đó mà không em không có báo giá cho anh chị á, thì anh chị cứ liên hệ với số điện thoại của em ha, thì em sẽ hỏi ship thì em sẽ báo giá cho anh chị. Còn những chiếc nào em biết giá thì em sẽ báo giá trực tiếp trong video này luôn ha. Và bây giờ thì em sẽ quay trước cho anh chị xem cái chiếc Grim 2 tem lửa. Chiếc này đời khoảng đời 95-96 á, biển số ở ngoài Bắc ha, 36B823456. Chiếc này dàn áo còn rất đẹp ha, máy cũng chưa gất đầu luôn, chỉ dặm lại dàn chân thôi. Đó, em quay sơ lược cho anh chị xem ở đằng phía trước luôn nè. Đó, quay sơ lược thôi ha. Những chị nào mà muốn tham khảo chi tiết hơn thì cứ liên hệ với số điện thoại của em, thì em sẽ chụp hình chi tiết ha, cũng như là tư vấn cho anh chị kỹ hơn về những chiếc mà anh chị thích ha các bạn chị. Đó. Rồi, em sẽ quay chiếc tiếp theo cho anh chị xem nữa nha. Rồi, tiếp đến là một chiếc Super Grim Việt đời 2003, biển số là 78H3 3939. Chiếc này với chiếc hồi nãy biển số 23456 thì em vẫn chưa biết giá ha. Thì giá thì em nhắm khoảng là chầm khoảng 100 ngoài anh chị nha, khoảng trong ngoài á. Đó. Còn mấy chiếc ở trong đây là mấy chiếc thường thôi, biển số thường, nhưng mà em có chưng ở đây mà biển số thường nên là em không gắn biển số vào ha. Xe Kim Thái, cũng như là chiếc này là đời 2012 Kim Việt. Đó. Còn chiếc này là quay S110 29 M8, biển số 3 số 1. Đấy, những anh chị nào thích chiếc quay thì có thể là tham khảo thêm chiếc quay đó. Đó. Quay S110 ha. Chiếc này thì em cũng chưa biết giá luôn. Nói chung thì quay cho anh chị tham khảo trước đi. Đó. Còn mấy chiếc này là quay Thái nè, quay Thái này chưa có giá. Quay Thái thì cũng tầm khoảng 90 mấy đổ lên. Còn cuối cùng là một chiếc quay Thái 110, biển số đẹp luôn, 17F7 4 số 5. Đó, 17F7 4 số 5 ha. Chiếc này là quay Thái 110, đi được 8.000 cây. Đó, quay Thái ha, 110. Anh chị nào thích chiếc này thì cứ liên hệ số điện thoại của em. Chiếc này thì em cũng chưa biết giá luôn anh chị nha. Rồi, tiếp đến một chiếc Super Cup. Chiếc này thì biển số nó cũng tương đối cũng khá là ổn, chung là cũng không phải là đẹp lắm. Super Cup 50 ha. Chiếc này là 00777 61 CA. Chiếc này là biển số 50, xe 50. Đó, xe 50, biển số 61 CA 00777. Chiếc này là biển số ở Bình Dương. Giá chiếc này thì tầm khoảng 75 triệu. Đó, khoảng 75 triệu ha. Đó. Chung là chiếc này thì về máy móc, về dàn áo thì khá là ok, căm niềng vẫn còn theo xe ha. Nhưng anh chị nào thích chiếc này thì cứ liên hệ với em. Tiếp đến là một chiếc Grim 2 tem hồng đầy đầu. Chiếc này thì em bữa em có quay cho anh chị xem rồi. Chiếc này là 200 triệu, biển số là 31666 và G1, chiếc mà biển số 3 số á ha. Chiếc này thì dọn lại 100% luôn. Đó. Rồi anh chị quay ra phía sau nè cho anh chị dễ dàng nhìn thấy ha. Đó. 31666 G1. Đó, anh chị nhìn có thể là tham khảo thêm. Rồi, chiếc kế bên là Fujinel kim ha. Fujinel kim, biển số 23H8 4 số 9. Fujinel kim, chiếc này thì đi được 15.000 cây. Đó, 15.000 cây ha, Fujinel kim màu đỏ trắng. Đó, những anh chị nào thích thì có thể là tham khảo thêm Fujinel này. Anh chị đang theo dõi trên màn hình, đây là cái chiếc Airblade Việt. Chiếc này thì được 55.000 cây, biển số cũng khá là đẹp luôn, 98N6 6789 ha. Thì em sẽ quay cho anh chị xem cái phần biển số. Nói chung ở trong đây nó hơi chặt một tí nên là quay được kia nó cũng hơi khó khăn, anh chị cũng thông cảm ha. Đây, 98N6 6789 chị nha. Nói chung thì rất đẹp. Chiếc này thì giá hôm bữa em nhớ không lầm á là tầm khoảng 100 triệu á, khoảng 100 250 gì đó. Anh chị nào thích chiếc này thì cứ liên hệ với em lại.
Tiếp đến là một chiếc CD125T. Chiếc này là đầu số 10 ha, có bộ lọc khí thải. Biển số là 78H3-3939. Đó. Chiếc này là màu trắng ha. Chiếc này thì em đã sơn lại rồi. Nguyên bản đó là màu đen. Thì anh chị nào mà thích những cái màu sắc mà mới lạ như thế này á, thì anh chị có thể là tham khảo thêm cái chiếc màu trắng biển số đẹp này, 78H3-3939 ha. Đây, em quay cho anh chị xem cái biển số. Nè. Những chiếc mà biển số đẹp á anh chị thì mình không rút hồ sơ ha, mình chỉ làm ủy quyền thôi. Đây, anh chị tham khảo 78H3-3939 ha. Rồi, hai cái cốp hai bên là bên em gắn thêm vào. Đó. Chiếc này nào anh chị mua thì cứ liên hệ với em nha, em cũng chưa biết giá chiếc này luôn. Nãy giờ những xe mà chưa biết giá nó hơi bị nhiều á, tại vì mấy chiếc này thì bên em mới đem chân ga không à. Đó, rồi tiếp theo những chiếc khác nha. Còn đây là chiếc Future 1 màu xanh xanh ngọc bích, biển số là 98H3-4005. Chiếc này thì hôm bữa em cũng đã báo giá cho anh chị rồi. Em xem lại chiếc này giá hình như là 95 triệu anh chị nha. Chiếc này 95 triệu màu xanh ngọc ha. Chiếc này thì còn khá là mới. Đấy, cũng dặm là một ít dần chăng. Anh chị nào yêu thích chiếc này thì cứ liên hệ với em. Coi. Tiếp đến là chiếc Future 1 luôn, màu xanh Tiger. Chiếc này biển số 28F2-666 ha. Chiếc này để em coi giá có bao nhiêu tiền. 75 triệu anh chị nha. 75 triệu. Ha, chiếc này cũng còn rất là cứng. Mới đi có 19.000 cây thôi. Đó, em quay dài cái phía sau nè cho anh chị xem cái biển số luôn. 28F2-6666 ha. Đó. Anh chị có thể tham khảo thêm. Nói chung thì đối với dòng xe biển số đẹp thì ở đây thì mình cũng khá là nhiều. Nói chung là giá xe thì kèm một cái biển số luôn rồi. Rồi, tiếp đến là cái chiếc màu xám lông chuột, cũng là biển số 98L1-666 luôn, 4066 ha. Chiếc này thì giá cũng bằng con kia, 75 triệu luôn nha anh chị nha. 75 triệu. Đấy. 98L1-666. Những anh chị thích chiếc nào thì cứ liên hệ với em ha, liên hệ với em thì em sẽ tư vấn cho anh chị. Rồi, tiếp đến một chiếc Super Cup 8270. Biển số là 47F6-4567. Xe này còn rất đẹp ha. Chiếc này thì em bữa em quay cho anh chị xem rồi, nhưng mà ông chủ mình báo là xe này ảnh để lại chơi nên là không có bán. Khi nào mà ổng đổi ý định bán thì em sẽ quay lên và báo giá lại cho anh chị ha. Chiếc này em bữa thì em hỏi giá mà ship em không có báo, tại vì anh để chơi nên ảnh không có báo giá ha. Chiếc này còn rất là đẹp nha, hơi 70 cực kỳ ngon luôn, rất là ngon. Những chiếc xe nào mà ông chủ em để lại chơi đa số là những chiếc đó rất là ngon. 47F6 ha, 4567. Chiếc này máy thì thầm luôn, máy rất là êm tai. Đó. Rồi bây giờ thì em sẽ quay những chiếc khác cho anh chị xem đó nha. Rồi tiếp đến là một chiếc quay thái ha. Quay thái chiếc này là đời 201, cũng là biển số đẹp luôn, 36H7-3456 ha. Chiếc này thì giá tầm khoảng 165 triệu nha anh chị nha. Đó, đời 201, quay thái. Quay thái 110, đời 201 nha. Anh chị nào yêu thích chiếc này thì cứ liên hệ với em. Chiếc này thì đi được 6.567 cây. Đó, chung thì nhìn cũng khá đẹp. 160 triệu, biển số đẹp luôn, 36H7-3456 ha. Còn đây là hai chiếc Super Cup C125 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha. Một chiếc là đời 2021, một chiếc là đời 2022. Chiếc màu đỏ là đời 2022 nè, nó sẽ có cái yên phía sau ha, cũng như là cái gắt chân phía sau. Đó. Chiếc này cũng là biển số đẹp luôn, 59N3-5559. Đó, 4 số 5 số 9. Biển số này rất đẹp ha. 59N3-5559. Đó. Anh chị hãy tham khảo thêm. Còn chiếc này là màu xanh á, màu xanh xanh trắng hoặc là gọi là xanh sáng xi măng á, xanh xi măng á, thì biển số là 29V1-77777. Nói chung thì 5 con số 7 ha, biển số cũng tương đối cũng khá đẹp. Hai chiếc này thì hiện tại thì em vẫn chưa biết giá ha. Những chị nào thích chơi những chiếc xe này thì cứ liên hệ với em. Đa số những chiếc này thì các anh các chú mua về thường là để chưng hoặc là để mình chạy kiển là nhiều. Đó. Đa số xe này thì
Về kiểu dáng của nó thì nó cũng khá đẹp, cổ điển, nhìn chạy nhìn cái sang trọng hơn. Rồi để em quay chiếc khác cho chị xem nữa nha. Nói chung thì còn rất là nhiều.